báo cáo của Cục Chăn nuôi, tính đến tháng 7 năm 2020, đàn lợn thịt của doanh nghiệp và đơn vị chăn nuôi lợn lớn đạt trên 4,88 triệu con, tăng 46,8% so với 8 tháng trước. Thông tin nguồn cung tăng có vẻ đang khiến cho thị trường lợn hơi mấy ngày qua đi xuống, tiệm cận với mức mong muốn của chính phủ. Ngày hôm nay thì giá lợn hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương. Cụ thể miền Bắc và miền Trung nơi giảm sâu nhất là 3.000 đồng 1 kg, miền Nam nơi giảm sâu nhất tới 4.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi cả nước hôm nay phổ biến trong khoảng từ 75 tới 82.000 đồng 1 kg. Thị trường lợn hơi miền Bắc hôm nay tiếp tục giảm sâu về mức từ 78 đến 82.000 đồng 1 kg. Hà Nam, Vĩnh Phúc và Hà Nội, Thái Nguyên và Ninh Bình giảm từ 1 đến 2.000 đồng 1 kg xuống trong khoảng từ 80 đến 82.000 đồng 1 kg. Riêng Tuyên Quang và Bắc Giang điều chỉnh giảm mạnh 3.000 đồng xuống mức từ 78 đến 79.000 đồng 1 kg. Hôm nay thị trường lợn hơi miền Trung, Tây Nguyên đồng loạt giảm xuống trong khoảng từ 75 đến 80.000 đồng 1 kg, phổ biến quanh mức 78.000 đồng 1 kg. Các tỉnh Bắc Trung Bộ giá lợn hơi cao hơn các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên từ 1 đến 2 giá. Giá lợn hơi khu vực phía Nam hôm nay giảm từ 1 đến 4.000 đồng 1 kg tại một số địa phương. Bình Phước và Bến Tre giảm 2.000 đồng, Tây Ninh giảm 4.000 đồng, về ngang bằng với Đồng Tháp, Cần Thơ và Tiền Giang từ 78 đến 80.000 đồng 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh, thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam Bộ quanh mốc 80.000 đồng 1 kg. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang ảnh hưởng khá nặng tới đầu ra của các loại trái cây đặc sản nước ta. Tại huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, dù đã vào mùa thu hoạch rộ nhưng sầu riêng vẫn chưa có đầu ra. Để giúp giải quyết phần nào khó khăn cho người trồng sầu riêng, một siêu thị tại Nha Trang đã mở chương trình giải cứu sầu riêng cho huyện này. Siêu thị Co-op Mắc Nha Trang mới đây đã phát động chương trình giải cứu sầu riêng nhằm san sẻ phần nào nỗi khó khăn của người trồng sầu riêng tại huyện miền núi Khánh Sơn. Chương trình đã được sự ủng hộ của rất nhiều người dân Nha Trang. Với giá bán từ 59.000 đồng đến 69.000 đồng 1 kg tùy loại, siêu thị không lấy lãi. Trong đợt đầu tiên, siêu thị đã giải cứu 20 tấn sầu riêng và sẽ tiếp tục giải cứu tiếp sau khi kết thúc đợt 1. Được biết, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa có 1.500 hecta sầu riêng với sản lượng gần 4.000 tấn. Đây được coi là sản lượng của huyện này do trái sầu riêng quả to, vỏ mỏng, thơm ngon, cơm vàng, hạt lép. Những năm qua, siêu thị Co-op Mark Nha Trang cũng đã giải cứu rất nhiều lần hàng nông sản như dưa hấu cho nông dân Phú Yên, Đắk Lắk. Gần đây nhất là giải cứu cá mú sống cho người dân Cam Ranh. Thưa quý vị khán giả, Thanh tra tỉnh Trà Vinh cho biết rằng Thanh tra tỉnh này vừa kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú trong giai đoạn đương chức để xảy ra sai phạm trục lợi chính sách dành cho đồng bào dân tộc Khmer vừa bị phát hiện trên địa bàn huyện Trà Cú. Cụ thể là thủ đoạn của các đối tượng này là chuyển nhượng cho tặng đất nông nghiệp sang cho bà con thiểu số, sau đó thì chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở dưới tên bà con thiểu số để được miễn thuế, rồi lại tiếp tục chuyển nhượng tiếp sang tên các đối tượng được sắp đặt sẵn. Hàng chục mảnh đất nông nghiệp sau khi đi một vòng đã được hô biến thành đất đô thị. Với thủ đoạn này thì các đối tượng đã chiếm đoạt cả chục tỷ đồng tiền thuế chia chác nhau. Thanh tra tỉnh Trà Vinh đã vào cuộc xác minh và phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng khi thực hiện chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Trà Cú. Tính từ năm 2011 đến năm 2019, các tổ chức cá nhân thực hiện còn chủ quan, thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn đến 154 hồ sơ bị người khác lợi dụng gây thất thoát gần 24 tỷ đồng và 147 m2 đất ở. Chủ tịch UBND huyện Trà Cú mới đây đã ban hành quyết định thu hồi hơn 21 tỷ đồng liên quan đến 67 đối tượng lợi dụng chính sách để trục lợi. Đến nay đã nộp thu hồi hơn 18,5 tỷ đồng. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Hôm qua ngày 27 tháng 8 tại phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã xảy ra một vụ cháy rừng trồng trên quy mô lớn. Lực lượng chữa cháy công an tỉnh đã phối hợp với kiểm lâm và dân quân tự vệ địa phương nỗ lực dập tắt đám cháy. Khoảng 11 giờ ngày 27 tháng 8, tại khu vực rừng trồng bạch đàn trên núi thuộc khu vực 2 phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, người dân phát hiện cháy đã điện báo với chính quyền và ngành chức năng. Ngay lập tức, lực lượng kiểm lâm đã điều động hàng chục cán bộ, nhân viên đến hiện trường để ứng cứu. Cùng lúc đó, cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh cũng đã cử 3 chiếc xe với hơn 20 cán bộ chiến sĩ đến cứu chữa. Do thời tiết hanh khô kéo dài, thực bì đã khô giòn dễ bén lửa,
lại gặp thời điểm có gió lớn nên đám cháy nhanh chóng lan ra trên diện tích khoảng 4 hectare, khiến việc cứu chữa gặp nhiều khó khăn. Hôm nay là mấy hôm nay trời nắng nóng và cái thực bì nó khô nọ nên là cái cháy nó bùng phát cũng tương đối nhanh. Lúc trưa nữa thì là trời nắng nóng mà gió to nên là cái công tác phòng chống cháy, chữa cháy rừng là còn tương đối vất vả. Anh em là có những lực lượng là chưa kịp ăn cơm đã phải chạy lên thực thi nhiệm vụ. Xác định đám cháy lớn, nếu không dập tắt kịp thời sẽ nhanh chóng lan rộng. Chính quyền địa phương đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, công an phường cùng với dân quân tự vệ tham gia phối hợp hỗ trợ các lực lượng chức năng trong việc chữa cháy. Đến khoảng 13 giờ 30 phút thì đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên ngay sau đó, gặp gió lớn, đám cháy bất ngờ bùng phát trở lại. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh lại tiếp tục điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ quay lại hiện trường. Sau khi hoàn thành cái đám cháy đã xong thì tiếp tục nhận lệnh của lãnh đạo là chúng tôi quay trở lại phối hợp với các đồng chí chữa cháy, thì cũng như đồng chí biết thì đến giờ phút này là cơ bản là đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Đến 15 giờ 45 phút cùng ngày, với sự nỗ lực của lực lượng chức năng, đám cháy đã được dập tắt. Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại thực tế vẫn đang chờ cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Thưa quý vị, trước tác động của kinh tế thị trường nhiều năm trước đây thì mô hình kinh tế hợp tác xã tại Khánh Hòa từng gặp phải giai đoạn thoái trào. Nhiều hợp tác xã thậm chí phải giải thể vì không thể vượt qua khó khăn. Mặc dù vậy thì xác định mô hình hợp tác xã vẫn là đầu tàu cần phải có tại những vùng nông thôn. Cụ thể là trong thời gian vừa qua thì Trung ương và chính quyền địa phương cũng đã triển khai rất là nhiều các giải pháp nhằm vực dậy hợp tác xã. Nhờ đó 2 năm trở lại đây mà hoạt động của các hợp tác xã tại Khánh Hòa bắt đầu có sự khởi sắc, ghi nhận của phóng viên thời sự. Hợp tác xã nông nghiệp Ninh Quang 1, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa sau nhiều năm loay hoay tìm chỗ đứng trên thị trường cho thương hiệu gạo Ngọc Quang này đã có nhiều khởi sắc với đề án đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp cao đẳng đại học về làm việc có thời hạn tại các hợp tác xã trong giai đoạn 2019-2020. Giá thành sản phẩm nhiều khi cái cơ toán hợp tác xã nó không có rành. Phải nhà nước hỗ trợ cho một cô nhân viên kế toán là tốt nghiệp đại học kế toán chuyên ngành kế toán và làm cho hợp tác xã. Tôi làm việc ở đây thì được nhà nước hỗ trợ lương trong vòng 2 năm, thì được nhà nước hỗ trợ như vậy thì tôi cũng yên tâm công tác. Giai đoạn 2019-2020, ngân sách nhà nước đã hỗ trợ hơn 9,8 tỷ đồng cho 10 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng trụ sở, sân phơi, kho dự trữ. Nhiều chính sách khác cũng được triển khai, góp phần tháo gỡ không ít khó khăn vốn tồn tại dai dẳng. Nhu cầu về vốn là cái vấn đề thứ nhất mà các hợp tác xã khó khăn để có những cái nguồn lực để phát triển ngành nghề nông thôn của mình. Cái thứ hai là cái nhu cầu về đất để sản xuất nông nghiệp. Cái thứ ba về khó khăn là cái đội ngũ cán bộ quản lý của hợp tác xã có hạn chế về mặt chuyên môn, không cập nhật được những cái phương pháp, những công nghệ quản trị hợp tác xã hiện đại để quản lý hợp tác xã theo chiều hướng tốt hơn. Toàn tỉnh hiện có 96 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động, trong đó có 22 đơn vị được thành lập mới trong 3 năm gần đây. Những khó khăn hiện tại tuy không nhiều nhưng lại dai dẳng và chưa thật sự có hướng tháo gỡ hoàn toàn. Thứ nhất về cái nguồn vốn thì sự cần thiết là thành lập cái quỹ đầu tư phát triển hợp tác xã. Quỹ này thực ra là của dưới sự quản trị của Liên minh Hợp tác xã, mà hiện nay Liên minh Hợp tác xã cũng đã tham mưu nhưng chưa hình thành được cái quỹ này. Rất mong là được cái quỹ này hình thành sớm để giúp cho những cái vốn tín dụng ban đầu cho hợp tác xã phát triển mạnh hơn. Thứ hai là bảo lãnh tín dụng để giúp cho các hợp tác xã được tiếp cận các ngân hàng kinh doanh khác. Nhà nước sẽ tiếp tục hỗ trợ những cái liên kết để gắn giữa cái sản xuất của hợp tác xã với các doanh nghiệp để đưa cái sản phẩm ra thị trường dồi dào hơn. Hiện nay, các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Trung ương đều hướng đến việc xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, hỗ trợ đơn vị liên kết với doanh nghiệp từ đầu vào đến đầu ra, mức hỗ trợ cho một mô hình tương đối lớn. Tuy nhiên, không nhiều hợp tác xã tại Khánh Hòa có thể đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, đặc biệt là việc đề ra phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp. Đây là vấn đề mà tỉnh Khánh Hòa quan tâm tháo gỡ, cải thiện năng lực nội tại cho hợp tác xã.